nhằm phổ cập kiến thức và chuẩn hóa nguồn nhân lực nghề môi giới bất động sản. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Viện Đào tạo Bất động sản Redbook phối hợp tổ chức hội thảo và đào tạo nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Khóa học được tổ chức trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 2 năm 2022. Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia bất động sản, giám đốc các sàn giao dịch uy tín cùng 500 học viên học offline và online. Ước tính ở Hải Phòng hiện có khoảng trên 3.000 người làm nghề môi giới bất động sản, nhưng trong số đó chỉ khoảng 10% người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp theo quy định của Bộ Xây dựng. Do đó, muốn thị trường bất động sản phát triển bền vững, thì đội ngũ nhà môi giới cần được đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và cấp chứng chỉ hành nghề. Đây là lý do để các nhà môi giới có mặt trong sự kiện Hội thảo và đào tạo nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Hải Phòng được tổ chức bởi Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, Hội môi giới bất động sản Hải Phòng và Viện Đào tạo Bất động sản Redbook. Đây là đơn vị đầu tiên tại Hải Phòng được Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng xét duyệt và đăng tải trên cổng thông tin, được phép đào tạo và cấp chứng nhận hoàn thành các khóa học về nghề môi giới bất động sản, định giá và quản lý sàn giao dịch bất động sản. Chúng tôi rất là hiểu rằng thị trường bất động sản sẽ ngày càng chuyên nghiệp, ngày càng phân hóa. Vì vậy, việc mà cho cán bộ công nhân viên được tham gia những khóa đào tạo này sẽ giúp được nâng cao kiến thức, kỹ năng và nắm bắt kịp thời các xu hướng của nghề nghiệp để giúp cho công ty có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Và hơn nữa là những buổi hội thảo này thì chính là cái cơ hội rất tốt để anh em có thể gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kiến thức từ nhiều nơi. Ngoài ra thì để đáp ứng các điều kiện về kinh doanh bất động sản thì ở đây sẽ cung cấp những cái chứng nhận để hoàn thành khóa học và qua đó tạo tiền đề để thi chứng chỉ và đáp ứng các điều kiện của kinh doanh bất động sản. Chương trình hội thảo và đào tạo nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp là chương trình đầu tiên tại Hải Phòng đào tạo chính quy nghiệp vụ nghề môi giới. Nội dung được chia sẻ trong chương trình đào tạo bao gồm những kiến thức tổng quan về bất động sản, chuyên môn và nghiệp vụ nghề môi giới bất động sản, đặc biệt là nội dung pháp lý trong kinh doanh bất động sản, cùng nhiều chuyên đề sát với thực tiễn hoạt động môi giới bất động sản. Sau khóa học này, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận và đây mới chỉ là điều kiện cần để thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thị trường bất động sản Hải Phòng thì trong mấy năm gần đây thì rất là sôi động, đặc biệt là kể cả trong mùa dịch cũng tăng trưởng rất là tốt. Lực lượng các nhà môi giới thì tham gia vào trên thị trường rất đông đảo. Tôi mong muốn Sở Xây dựng Hải Phòng ủy quyền cho Viện Đào tạo Bất động sản Redbook hoặc ủy quyền cho Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng hoặc là Hội môi giới bất động sản Hải Phòng được phép thay mặt Sở Xây dựng để tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới tại Hải Phòng cho tất cả các nhà môi giới trên thị trường Hải Phòng. Hiện nay, theo quy định của Nghị định 16 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, sẽ xử phạt đến 60 triệu đồng đối với các tổ chức cá nhân không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Vì vậy, việc Sở Xây dựng có thể ủy quyền cho các đơn vị đủ điều kiện tổ chức các kỳ thi sát hạch, cấp chứng chỉ cho học viên, cho cộng đồng nhà môi giới bất động sản tại Hải Phòng là cần thiết, giúp thị trường bất động sản Hải Phòng phát triển bền vững, chuyên nghiệp và đúng pháp luật quy định.